Xin chào và chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Na Kim Vlog nha. Nhân dịp Tết đến xuân về, mình xin chúc quý cô chú, anh chị và các bạn có một mùa xuân yêu thương, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Và video hôm nay đây, mình xin hướng dẫn cách để mà thay đèn LED cho đèn Demizin trên xe Voucher 2022 nha các bạn. Như cả nhà đã thấy, trên xe Voucher 2022, cái đèn Demi và đèn xi nhan đều là bóng halogen truyền thống, nên bây giờ mình sẽ thay bằng bóng led tăng độ sáng và đẹp hơn. Trên tay mình bây giờ đây đó chính là hai cái bóng đèn led mình mua trên Lazada nha cả nhà, với tổng giá trị chỉ là 68k bao gồm phí ship luôn, rất là rẻ luôn á. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Đây là loại bóng led chân T10 nha cả nhà, có thể thay được cho những đời xe đời mới điển hình như xe Voucher 2022 này. Và đây là cái bóng đèn Demizin của xe, nó gồm là một bóng halogen truyền thống và một chui đèn bằng nhựa cao su mềm. Để mà tháo được cái chui đèn này ra, mình sẽ xây thuận theo chiều kim đồng hồ nha các bạn, và sau đó rút ra bình thường thôi. Mình sẽ lòn tay từ phía bên dưới yếm mặt nạ xe lòn lên. Bạn nào mà ngón tay dài thì sẽ có lợi cho việc xoay cái chui đèn nha các bạn, còn mình tay hơi ngắn và một tay cầm điện thoại nó nên hơi khó khăn một xíu. Các bạn xem video khó cung thì thông cảm nha. Đây mình đã tháo ra được rồi nha các bạn, rất là dễ dàng luôn. Và để tháo được cái bóng zin của xe thì mình chỉ cần rút mạnh ra nha cả nhà, không phải xây gì hết, rất là dễ dàng luôn, đơn giản. Đây cả nhà, cận cảnh cái chui đèn nha, phía bên trong thì nó có cái kẹp đồng với cả nhà. Chúng ta thay bóng thì chỉ cần nhét đúng chính giữa cái kẹp đồng đó thôi, rất là dễ. Đây mình nhét xong rồi nè các cả nhà, bây giờ mình sẽ bật chìa khóa lên coi sáng không nha. Đó, sáng trưng luôn. Mình chọn màu ánh sáng trắng nha, nhìn mình thích ánh sáng trắng rồi, khi nào chán thì mua màu mới. Đây nhìn sáng hơn đèn xin rất là nhiều luôn, nhìn bóng led nó sang trọng hơn hẳn cả nhà ơi, đẹp đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay luôn cái bóng còn lại nha. Cả nhà xem video, nếu thấy video bổ ích xin cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần nha. Làm YouTube 4-5 năm rồi mới được có 1000 mấy lượt đăng ký à. Thương tình xin cho mình một lượt đăng ký và một like nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình đã thay được cả hai bóng rồi nha, đẹp nha, nhìn rất là đẹp luôn đó. Bây giờ mình sẽ đợi tối nay mình sẽ quay vào ban đêm cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, vào ban đêm đây nhìn rất là đẹp luôn á, bóng led công nhận sáng, sáng thiệt sáng luôn, đẹp lắm, đẹp thật sự luôn cả nhà ơi, nhìn nhìn hay hơn nhiều đấy.
Dạ thật sự cả nhà ơi, bây giờ thì mình cũng xin dừng video tại đây. Cả nhà xem video nhớ để lại cho mình một lượt like và một lượt đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bye bye.